đến nhà trước khi mặt trời lặn. Hey, tự hỏi Vicky đã có được con ngựa từ đâu. Bạn sẽ muốn nhìn gần hơn một chút đấy. Ngày nay, tất cả mọi người đều nhìn thấy nhau qua hình ảnh trên mạng xã hội. Và chúng tôi đã có một số thủ thuật máy ảnh cực kỳ thú vị sẽ giúp bạn có những bức ảnh nghìn like. Nếu đó là một ngày hoàn hảo để đi bơi, thì đó cũng là một ngày hoàn hảo để chụp ảnh. Lần tới khi bạn ngồi cạnh hồ bơi, hãy thử cầm một chiếc gương lớn như Vicky. Ái chà, trông có vẻ rất mơ mộng phải không? Bạn cũng có thể mang một chiếc gương xinh xắn như thế này ra vườn để chụp những bức ảnh đẹp bí hiểm. Sự phản chiếu trong gương làm cho bức ảnh trông thật hoàn hảo. Bạn thậm chí có thể sử dụng chúng để trông giống như bạn chỉ là một cái đầu lơ lửng, thấy không? Nhưng để thực sự nổi bật, bạn nên sử dụng gương để phản chiếu một cái gì đó đẹp và liên kết với phông nền của bạn. Rất đẹp. Chỉ có tôi hay Rob cũng lớn lên trong mùa hè này? Wow, ấn tượng đấy. Bạn muốn tạo ra ma thuật dưới nước cho hình ảnh nhưng lại không muốn làm ướt tóc. Đổ đầy nước vào bồn và nhấc nó lên khỏi mặt đất với sự trợ giúp của hai chiếc ghế. Được rồi, tôi đã sẵn sàng cho những tấm hình. Quá lố ư, ôi trời. Thế này thì sao? Được đấy, cách chụp này sẽ hiệu quả nếu bạn có một tấm thảm màu xanh để nằm lên như thế này. Ồ, sự chuyển động của mặt nước làm cho nó trông giống như Mia hoàn toàn ở dưới nước vậy. Không gì tốt hơn một caption thú vị để bức ảnh của bạn khuấy đảo Instagram. Tiêu đề sẽ là: tôi vừa ngã xuống nước và nằm như thế này đây. Lúc tự chụp ảnh bạn thấy thật tuyệt, nhưng đôi khi xem lại những tấm hình chụp được có chút nhàm chán. Bạn hiểu ý tôi chứ? Wow, dưa hấu trông ngon quá. Ôi, tôi nghĩ ra một cách tuyệt vời để làm cho những bức ảnh selfie thêm thú vị rồi. Haley, tôi có thể mượn đôi mắt và miếng dưa hấu của bạn một chút không? Tôi tin vào con mắt nghệ thuật của bạn. À, tôi hiểu rồi. Chỉ trong nháy mắt, bạn có thể tạo ra bức ảnh mùa hè hoàn hảo chỉ bằng một miếng trái cây. Thủ thuật tuyệt vời này hiệu quả ở bất cứ đâu. Rủ một người bạn và thiết kế những chiếc váy dưa hấu siêu đáng yêu. Vậy là hoàn hảo cho bài đăng Insta nóng bỏng hôm nay rồi. Bạn cũng có thể thực hiện thủ thuật này với những bông hoa xinh xắn từ khu vườn. Ồ, tôi muốn một cái bánh thật với kích thước này. Khó có thể tin những bức ảnh này không hề được chỉnh sửa phải không? Ồ, thật dễ thương. Để xem, bộ phim này là về cá mập và thiên tai. Khá buồn chán. Đã muộn rồi và tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Ái chà, bạn có thấy điều đó không? Đợi đã, bạn có nghĩ đến điều tôi đang nghĩ không? Instagram. Nếu bạn đang tìm kiếm một nội dung độc đáo cho trang Insta của mình, hãy thử mẹo này để biến đổi kích thước. Không, xin đừng làm tổn thương tôi. Chỉ mình thôi thấy, hay bạn cũng thấy rằng nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Nắm đấm, chiến đấu nào. Hãy cố bám chắc Sophia. Bạn có thể làm thế này không? Hãy thử đi. Làm việc đi Olivia, làm việc đi. Wow, không khí mùa hè này thực sự hợp với bạn. Xong. Tại sao mọi thứ trông thật tuyệt bên ngoài nhưng lại kém xa khi lên ảnh? Thật xấu xí. Tôi biết, nhưng nếu chúng ta thay đổi góc chụp một chút thì sao? Được rồi, đứng yên và giữ lấy tay tôi. Đôi khi nếu mọi thứ không có vẻ gì là đi đúng đường, hãy thay đổi cách bạn nhìn vào nó. Và sự thay đổi nhỏ xíu đó đã đưa bức ảnh này từ buồn chán sang trông như một người mẫu thực thụ. Hãy nhìn cách màu sắc bật lên. Chỉ cần đừng bị ngã xuống, sẽ tệ lắm đấy. Tôi hy vọng điện thoại của bạn có thể xử lý cơn bão like sắp đến Olivia. Hôm nay là Chủ nhật và bạn biết điều đó có nghĩa là gì không? Ngày dọn dẹp nhà cửa. Và phủi bụi những chiếc đèn này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Wow Amy, đang buồn ngủ hả? Đợi một chút, tôi có ý tưởng tuyệt vời chưa từng có. Đừng di chuyển, để có được vẻ thanh tao này, hãy chải đều tóc ra và đặt những bông hoa xinh xắn quanh đầu. Rất đẹp đấy. Ôi trời ơi, ai đã làm điều này với Vicky? Đừng lo lắng cô gái, chúng tôi sẽ tìm thấy con quái vật đã làm điều này với bạn. Nhưng trong lúc này, để tôi chụp vài bức ảnh đã. Để thực hiện những tấm hình ngớ ngẩn này, bạn chỉ cần nhảy xuống hồ bơi và ở cạnh người bạn của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cột tóc đuôi ngựa. Cô bạn kia giữ tóc của bạn trong khi họ ngồi đối diện, hướng ngược lại và đầu cúi xuống. Được rồi Vicky, bức ảnh này rất tuyệt, nhưng nó sẽ không khiến bạn trở nên nổi tiếng đâu. Đừng tự lấy đồ mình xuống nhé.
giờ là lúc đăng nó lên Instagram rồi. Thời gian yêu thích của tôi trong ngày: bữa trưa. Nhưng người hẹn đi ăn cùng tôi đâu rồi? Ít nhất tôi có thể giết thời gian bằng cách lướt Instagram. Hình như mọi người đều có một bữa trưa vui vẻ trừ tôi ra. Hashtag này thật đáng ghét. Đợi một chút. Nếu bạn thực sự muốn làm cho bữa ăn trưa của bạn trông thật hơn, hãy cắm tai nghe vào điện thoại để bạn có thể điều khiển nó từ xa. Bây giờ, đặt điện thoại vào gậy selfie và để lên ghế đối diện. Ồ, hoàn hảo, trông giống như người bạn đi cùng đang chụp những bức ảnh đó. Tự chụp ảnh, tiệc tùng một mình thật dễ dàng. Này cô gái, xin lỗi tôi đến trễ. Đừng lo, tôi đã tìm ra cách để giải trí. Bạn đã ăn mà không có tôi? Không hẳn vậy. Bạn thật nhiều ý tưởng, Sophia. Vì vậy, sau đó tôi nói với gã: không, anh không thể lấy xe của tôi. Các bạn, chúng ta cần phải ghi lại khoảnh khắc này ngay bây giờ. Cười lên nào, thật dễ thương. Bạn nên gắn thẻ mọi người vào những bức ảnh này, Amy. Tôi không bao giờ có thể làm cho cánh tay của mình đủ dài để đưa hết tất cả mọi người vào khung hình. Để tôi thử xem. Nếu bạn không có một chân máy tiện dụng, hãy đặt điện thoại dưới đế dép để bạn có thể chụp toàn bộ nhóm. Nhưng đừng quên đặt nó ở chế độ hẹn giờ, trừ khi bạn có ngón chân siêu linh hoạt. Đây, không có ai bị cắt đầu hay bất cứ điều gì. Tôi sẽ gọi đây là một chiến thắng của cả nhóm. Được rồi, bây giờ tôi đăng được chưa? Được, tag mọi người đi, Sophia. Tag ngay đi. Bạn đã không nghĩ rằng chúng tôi thực hiện video này mà không có cảnh quay hỏng đúng chứ? Hãy xem những gì đã xảy ra đằng sau hậu trường khi chúng tôi cố gắng để có được những bức ảnh Instagram hoàn hảo nhất. Nếu bạn muốn xem những video giúp ích cho cuộc sống như thế này mọi lúc, bạn chỉ cần nhấn theo dõi trang YouTube của chúng tôi, 123Go, và chia sẻ các thủ thuật vui nhộn ở đây cho bạn bè của bạn. Được rồi, bây giờ hãy cầm máy ảnh lên và thực hiện những mẹo Instagram này đi nào. Đừng quên tag chúng tôi trong bài đăng nhé!